Kính chào quý vị và các bạn. Cách đây hơn một năm, vào ngày 21 tháng 11 năm 2013, một sự kiện chính trị có thể nói làm đảo lộn hoàn toàn đất nước Ukraine đã nổ ra. Đó là cuộc biểu tình chống chính quyền tại thủ đô Kiev. Từ làn sóng phản đối việc trì hoãn ký một thỏa thuận tự do thương mại với Liên minh châu Âu, vụ việc đã nhanh chóng leo thang, châm ngòi cho một khủng hoảng chính trị sâu sắc tại quốc gia Đông Âu, đồng thời đẩy mối quan hệ Nga-phương Tây rơi vào tình trạng căng thẳng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Và cho đến hôm nay, hơn một năm đã trôi qua kể từ sau phong trào biểu tình vốn ban đầu ôn hòa. Cái giá mà Ukraine phải trả là tính mạng của hàng nghìn người, trong khi hàng chục nghìn người bị đẩy vào cảnh không nhà cửa. Tuy nhiên, đáng nhấn mạnh là cuộc khủng hoảng này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc khủng hoảng Ukraine một năm trở lại đây. Ngày 21 tháng 11 năm 2013, hàng trăm người Ukraine tràn ra quảng trường độc lập tại Kiev để biểu tình chống chính phủ sau khi Tổng thống thân Nga vào thời điểm đó là Viktor Yanukovych thông báo sẽ không ký một thỏa thuận chính trị và tự do thương mại với EU, làm đóng băng quan hệ với phương Tây và thêm thân thiết với Nga. Không khí biểu tình càng thêm căng thẳng sau khi những người tham gia chiếm đóng quảng trường. Tuy nhiên, sự phản đối của người dân này không khiến chính phủ thay đổi quyết định. Ngày 29 tháng 11 năm 2013, Tổng thống Yanukovych chính thức hủy ký kết với EU, làm gia tăng các cuộc biểu tình trong nước. Ngày 22 tháng 2 năm 2014, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu nhất trí phê chuất Tổng thống Viktor Yanukovych và quyết định sẽ bầu cử sớm vào ngày 25 tháng 5. Tổng thống Yanukovych cùng gia đình ông và các đồng minh thân cận nhất chạy trốn khỏi Ukraine và sau đó tị nạn ở Nga. Ngày 17 tháng 3, Nghị viện nước Cộng hòa tự trị Crimea tuyên bố độc lập trước Ukraine và đệ đơn sáp nhập vào Nga sau khi kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý cho thấy gần 100% cư dân trên bán đảo muốn đi theo Moscow. Ngay lập tức, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt Nga. Tuy nhiên, những đòn đáp trả của Moscow cũng đang khiến nền kinh tế của nhiều nước thành viên EU phải điều đứng. Ngày 2 tháng 6, tỷ phú thân phương Tây Petro Poroshenko, người được mệnh danh là ông hoàng sô-cô-la của nước này, chính thức đắc cử Tổng thống Ukraine. Kể từ đây, kế hoạch ổn định miền đông đất nước của Tổng thống được triển khai, nhưng đổi lại, đó là sự mất mát lớn cả về người và vật chất khi các cuộc giao tranh liên tiếp nổ ra giữa quân chính phủ và lực lượng đòi ly khai. Trước những diễn biến căng thẳng trên chiến trường miền đông, cộng đồng quốc tế vào cuộc, từ đó dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và quân nổi dậy vào ngày 5 tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình vẫn rất đỗi mong manh khi mà thỏa thuận này đã nhiều lần bị vi phạm. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc hôm 20 tháng 11, hơn 4.300 người đã thiệt mạng vì bạo lực ở Ukraine kể từ giữa tháng 4 và chỉ tính riêng một tháng sau lệnh ngừng bắn, 1.000 người đã bị cướp đi sinh mạng. Khi quyết định tổ chức các cuộc biểu tình phản đối đường lối thân Nga của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych cách đây một năm, những người Maidan hướng tới một sự tự do sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của Moscow và tìm đến một mô hình mà họ cho là dân chủ hơn ở phương Tây. Nhưng sự can thiệp của các bên đã đẩy Ukraine rơi vào chia rẽ và bất ổn nghiêm trọng. Niềm hy vọng vào một cuộc thay đổi ngoạn mục đang dần nhường chỗ cho những âu lo khi cái giá của cuộc khủng hoảng không chỉ là việc mất Crimea, đất nước bị chia cắt, mà hệ lụy của cuộc xung đột lan rộng tại miền Đông đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày. Buồn, nỗi căm hận trong người đàn ông trung niên này cũng chưa nguôi ngoai và ông muốn những kẻ gây ra cuộc chiến này phải chịu đau đớn như những gì con trai ông đã trải qua. Những sinh mạng vô tội bị bức hại và bức tranh hủy diệt bủa vây khắp miền đông Ukraine đang là bài toán thách thức ông Petro Poroshenko trong cương vị tổng thống của mình. Song đây không hẳn là vấn đề của riêng người dân Ukraine, của riêng chính quyền Kiev, mà còn là vấn đề chung mà cả Nga và phương Tây cùng Mỹ đang theo đuổi với những toàn tính chính trị của riêng mình. Cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine cho đến nay vẫn chưa biết sẽ dừng ở đâu, nhưng nó đã khiến mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ rơi vào trạng thái tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh hàng loạt những biện pháp trừng phạt đáp trả lẫn nhau nhằm đánh vào lĩnh vực kinh tế giữa Nga với Mỹ và phương Tây, các cuộc đấu khẩu kèm theo cáo buộc, chỉ trích vẫn là vũ khí phổ biến nhất trong cuộc chiến không có dấu hiệu khoan nhượng giữa hai bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại tại thủ đô Moscow hôm 22 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc phương Tây kích động một sự thay đổi chế độ ở Nga bằng các biện pháp trừng phạt.
Với ý định đằng sau việc sử dụng các biện pháp cưỡng chế, phương Tây đang thể hiện rõ ràng rằng họ không muốn buộc Nga phải thay đổi chính sách, mà muốn một sự thay đổi cả chế độ. Đây là điều không ai nghi ngờ. Trong khi đó, phía Mỹ vẫn không ngừng chỉ trích Nga đã can thiệp quá sâu vào tình hình Ukraine và Moscow sẽ tiếp tục phải trả giá vì điều này. Hiện chính phủ Mỹ đang chịu sức ép về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nhằm giúp Kiev lấy lại thế thượng phong trong cuộc đối đầu với lực lượng Ly Khai. Nếu điều này xảy ra, căn cân lực lượng tại Biển Đen sẽ thay đổi và một điều chắc chắn là cục diện Ukraine và mối quan hệ giữa các bên liên quan sẽ trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Nằm kẹt giữa Nga và phương Tây, ba lãnh đạo Ukraine hiểu rõ hơn ai hết những mất mát mà nước này sẽ phải gánh chịu một khi tiếp tục trở thành chiến trường cho cuộc đối đầu Đông Tây. Vì thế, phương án tối ưu nhất cho nước này là phải trở thành cầu nối, chứ không phải vùng đệm như xưa nay vẫn thế. Tuy nhiên, điều này không chỉ phụ thuộc đơn thuần vào ý chí của Kiev, mà còn ở những toan tính của các bên có ảnh hưởng tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Những thế lực vốn không dễ gì ngồi lại với nhau sau khi đã đẩy căng thẳng lên mức đỉnh điểm kể từ sau chiến tranh lạnh. Mỹ và phương Tây đang bận rộn với cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu, nhưng họ cũng không thể làm ngơ trước tình trạng bất ổn an ninh ngày càng trầm trọng tại Trung Đông do các tổ chức Hồi giáo cực đoan gây ra. Hôm qua 23 tháng 11, ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát ngay giữa sân thi đấu bóng chuyền tại khu vực miền đông Afghanistan. Vụ tấn công đã gây sốc trên toàn quốc gia Nam Á này. Nó thể hiện rõ những thách thức mà tân Tổng thống Afghanistan Ghani phải đối mặt trong bối cảnh Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ dẫn đầu đang dần rút quân và lực lượng an ninh Afghanistan tiếp quản trách nhiệm duy trì ổn định. Vụ nổ xảy ra tại quận Jajakhai, tỉnh Patika vào khoảng 17 giờ khi hàng trăm người dân đang tập trung xem một trận đấu. BBC dẫn lời một phát ngôn viên tỉnh trường tỉnh Patika cho biết kẻ tấn công đã trà trộn vào đám đông khán giả, đa số là thanh thiếu niên, đến xem trận chung kết một giải đấu bóng chuyền ở khu vực rồi kích nổ quả bom. Tôi đang xem bóng chuyền thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi tỉnh lại thì tôi đã ở trong bệnh viện và không biết bạn mình còn sống hay đã chết. Tổng thống Ghani nhậm chức hồi tháng 9 lập tức lên án vụ tấn công là vô nhân đạo và phi Hồi giáo, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chức năng liên quan cung cấp sự điều trị, chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân. Có 17 trẻ em thiệt mạng, không có quan chức tỉnh hay cảnh sát nào là nạn nhân của vụ đánh bom này cả. Tất cả các nạn nhân đều là dân thường đến xem bóng chuyền. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, nhưng thời gian qua, Taliban đã tăng cường các vụ tấn công vào cả hai mục tiêu phương Tây và Afghanistan trên phạm vi cả nước. Taliban từng cấm tổ chức các sự kiện thể thao phi Hồi giáo trong 5 năm thống trị Afghanistan trước khi liên minh do Mỹ dẫn đầu can thiệp quân sự và xóa bỏ quyền lực của nhóm phiến quân. Vụ tấn công xảy ra ngay sau khi các nghị sĩ Afghanistan thông qua thỏa thuận an ninh cho phép binh lính NATO và Mỹ ở lại quốc gia Nam Á này, trong khi hầu hết quân đội nước ngoài khác rút khỏi đây vào tháng tới. Mỹ đưa ra quyết định kéo dài sứ mệnh của quân đội tại đây trong bối cảnh Taliban đang trỗi dậy mạnh mẽ tại Afghanistan, có thể kéo Afghanistan trở lại với bóng đen của bạo lực sau năm 2014 và nguy hiểm hơn nữa là bất ổn của cả khu vực. Theo hiệp ước an ninh song phương này, 12.000 binh lính quốc tế, trong đó có 9.800 lính Mỹ, sẽ được phép ở lại Afghanistan sau ngày 31 tháng 12 năm 2014. Cũng theo thỏa thuận về quy chế các lực lượng, NATO sẽ đóng vai trò làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và cung cấp trang thiết bị quân đội cho bản địa nhằm chống lại các cuộc tấn công của phiến quân Taliban. Các thỏa thuận giữa Afghanistan với Mỹ và NATO được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý cho phép binh sĩ Mỹ tham gia vào các chiến dịch tấn công phiến quân Taliban. Quyết định của ông Obama cũng đồng nghĩa với việc Mỹ có thể sử dụng máy bay chiến đấu để hỗ trợ nếu thấy cần thiết. Hồi tháng 5, Tổng thống Obama cho biết quân đội Mỹ sẽ không giữ vai trò tác chiến tại Afghanistan vào năm 2015. Các sứ mệnh đối với 9.800 quân còn lại sẽ hạn chế ở việc huấn luyện các lực lượng Afghanistan và săn lùng các phần tử còn lại của Al-Qaeda. Tờ New York Times cho biết, các cố vấn dân sự đã phản đối việc kéo dài sứ mệnh nói trên bởi nó đặt mạng sống của công dân Mỹ vào chỗ nguy hiểm. Đàm phán về hiệp ước an ninh song phương vốn được bắt đầu từ tháng 11 năm 2012 với mục tiêu là ký được một thỏa thuận vào tháng 5 năm 2013.
Tuy nhiên, tiến trình đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Hamid Karzai đã gặp nhiều trở ngại khi ông Karzai kiên quyết không ký kết hiệp định mà muốn để lại cho người kế nhiệm, khiến việc ký kết bị trì hoãn. Hiện tại có khoảng 27.000 quân Mỹ đang được điều động tại Afghanistan. Thời điểm cao nhất có 100.000 quân Mỹ tại Afghanistan. Các lực lượng phương Tây đang rút dần khỏi Afghanistan khi Mỹ tìm kiếm một kết thúc khả dĩ cho cuộc chiến tranh hơn một thập kỷ này. Nhưng các chiến binh Taliban đang lợi dụng khoảng không này để thử sức các lực lượng Afghanistan. Từ năm 2001 đến nay, tổ chức Hồi giáo cực đoan này vẫn chưa ngừng chống phá lại nhà nước Afghanistan và gây bất ổn khắp khu vực. Theo Liên Hợp Quốc, năm nay được xem là một trong những năm đẫm máu nhất đối với thường dân Afghanistan khi có gần 5.000 người chết và bị thương chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm. Vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào dân thường trong lịch sử của chiến tranh ở Afghanistan đã xảy ra vào ngày 15 tháng 7 vừa qua. Một kẻ đánh bom liều chết vừa kích nổ trái bom đặt trong xe hơi tại chợ Ogun, đông đúc ở tỉnh Patika, làm ít nhất 89 người chết. Nạn nhân toàn là những người đi mua sắm trong tháng Ramadan của người Hồi giáo. Ngay sau vụ đánh bom gây thương vong lớn đối với dân thường, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố, gọi đây là hành vi đê hèn, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Thời điểm Afghanistan rơi vào khủng hoảng hậu bầu cử khi các ứng cử viên tổng thống vẫn đang tranh giành nhau vị trí người lãnh đạo đất nước, liên tiếp đã xảy ra những vụ đánh bom đẫm máu, làm thiệt hại hàng chục dân thường. Đó là lúc Taliban không ít lần tuyên bố sẽ phá vỡ tiến trình bầu cử tổng thống của nước này. Ở Herat, thành phố lớn thứ ba Afghanistan, các chiến binh đã chặt đứt ngón tay còn dấu mực của 11 người vì đi bỏ phiếu. Ở các nơi khác, tấn công rải rác làm 47 người chết. Mới đây, ngày 16 tháng 11, giới chức Afghanistan thông báo một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công đoàn xe chở các nghị sĩ của nước này ở thủ đô Kabul. Trong đó có một nữ nghị sĩ nổi tiếng, làm 3 dân thường thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, xung đột leo thang khiến tỷ lệ thương vong dân sự ở nước này tăng gần 30% kể từ nửa đầu năm nay. Afghanistan bất ổn không chỉ ảnh hưởng tới hàng triệu người dân nước này, mà còn là mối đe dọa đối với an ninh khu vực Trung Đông, vốn đang chịu sự hoành hành của nhiều tổ chức Hồi giáo cực đoan khác như Al-Qaeda, IS. Nhưng ngăn chặn nguy cơ này quả là một thách thức lớn với Tổng thống Barack Obama, khi mà nước Mỹ đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề trong và ngoài nước khác. Đến đây, thời lượng dành cho chuyện Đông chuyện Tây hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại với các câu chuyện thời sự đáng chú ý tiếp theo.